Đây, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ HP Photoshop.com. Ngày hôm nay tút 1 phút 30 giây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo hiệu ứng cho chữ hoặc là một cái logo hoặc bất kỳ cái chi tiết nào đó trên vào mà các bạn muốn chìa vào hình. Một cái hiệu ứng nó đơn giản nhưng mà nó khá tinh tế và nó áp dụng được rất dễ. Rồi, ok, đầu tiên ha, ở đây thì mình có cái chữ, ở đây mình muốn tạo cái hiệu ứng nó cho chữ này. Làm sao để chúng ta chèn cái chữ này vào hình nhìn cho nó đẹp. Ví dụ ở đây là chỉ có làm màu trắng không mà nó hơi đơn giản, đơn điệu quá đúng không? Cái chữ này mình mới tạo thôi. Ở đây thì cái cách chúng ta làm như sau. Nếu như nó có nhiều cái layer như thế này thì các bạn sẽ chọn nhiều layer đó, đè phím Ctrl hoặc phím Shift. Phím Ctrl thì bạn đè phím Ctrl xong click vào những cái layer khác, sau đó chúng ta bấm vào cái group để group nó vô ha, hoặc bấm Ctrl G. Ctrl G. Rồi, ở cái group đầu tiên này thì chúng ta sẽ nhân đôi nó lên ha. Tạm thời tắt cái trên đi. Cái layer này á, ở cái dưới này mình sẽ bỏ đi đây. Cái layer này, đây là cái layer chữ ha. Chúng ta sẽ chuyển cái blending mode thành overlay. Sau đó ở cái layer phía trên chúng ta bật lên này, thì đây chúng ta sẽ chuyển nó sang là normal bình thường. Và chúng ta sẽ giảm opacity đi xuống khoảng cỡ 8 mấy thôi. Ok ha. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo cái layer mask cho cái group ở trên này, tạo layer mask đó, tương tự như vậy, và bấm Ctrl Y để chúng ta đảo màu lại, tức là chúng ta fill màu đen đó. Sau đó chúng ta sử dụng cái brush và chúng ta giảm opacity hoặc tăng opacity 100%. Mình cảm thấy ở đây để 100% vẫn ổn, không sao hết. Quan trọng là đây, ta làm cho cái size brush nó to ra một chút nha, to ra chút cỡ này này. Và ở cái hardness chúng ta để là 0% để cho nó mềm. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái brush màu trắng. Ha. Rồi, click vào layer mask này. Chúng ta click vào vài cái ở một số cái vùng mà chúng ta muốn làm cho nó hiện lại. Rồi, đó là xong. Thì đây chúng ta có hai cái và bấm Ctrl G gom lại ra. Rồi, xong cái hiệu ứng của chúng ta. Ở đây các bạn thể thấy là khi chúng ta đưa sang những cái khu vực khác thì cái chữ nó thay đổi khá là đẹp, trong khi đó nó vẫn còn những cái vùng mà giữ nguyên cái màu trắng. Ví dụ như vùng này là những cái vùng mà ta bôi brush vào thì nó vẫn dễ đọc và nó không có bị gọi là quá khó đọc. Tuy nhiên có một cái lưu ý, đó là chúng ta chỉ sử dụng ở trong những cái ảnh nó có cái màu sắc và cái ánh sáng nó không có trắng quá ha. Tương tự như vậy với lại những cái logo, chẳng hạn như cái logo đây, ví dụ như logo này đi, mình cũng làm y chang như vậy. Tuy nhiên là đây mình sẽ ungroup. Đây thì mình có một cái logo này, Loli Studio, đây mình cũng làm tương tự như vậy thôi. Đầu tiên này, chuyển sang overlay ha. Tiếp đôi nhân đôi nó lên. Và đây mình để normal opacity đây 94 thôi, và mình click vào hai chỗ là phía trên này, phía dưới. Thì đây các bạn thể thấy là đây mình không group lại từng cái, tại vì đây nó chỉ có một layer cho nên mà không cần phải group. Đó, thì đây các bạn thể thấy là khi chúng ta di chuyển này thì nhìn nó rất là tinh tế và nó dễ nhìn mà, nhưng mà nó không có quá đơn điệu ha. Thì ở đây thì nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Tương tự với lại những cái như vậy thì đây mới có thể thấy là khi chúng ta sử dụng những cái như thế này á, chúng ta thêm vào thì nhìn nó sẽ rất là tinh tế, dễ nhìn và nó khá là hợp mắt, sử dụng cho rất nhiều trường hợp. Rồi, ok, các bạn theo dõi tút này và hẹn gặp lại các bạn tút sau. Đừng quên like, subscribe và để lại comment phía dưới cho mình biết tutorial sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nha. Bye bye.